tuổi Mão, năm tuổi ập đến khó khăn dồn dập, chưa thể thảnh thơi. Xem tử vi năm 2023 đối với tuổi Mão. Trái với tử vi tuổi Mão năm Nhâm Dần 2022, năm nay quý bạn cầm tinh con mèo do phải đương đầu với hạn tuổi và cục diện trực thái tuế nên vận khí nhiều bất ổn, khó khăn dồn dập, chẳng lúc nào có được cảm giác thảnh thơi đúng nghĩa. Người xưa thường nói, đương đầu thái tuế, phù phúc liền có họa, tai ương có thể ập tới bất cứ khi nào. Chẳng những mưu sự bấp bênh, nay đây mai đó, mà sức khỏe cũng xa xúc, ốm đau liên miên. Tư tưởng của bản mệnh cũng nhiều bế tắc, cần có phương pháp giải tỏa kịp thời để tránh uất ức stress. Nhìn chung về phần công việc, đây sẽ là một năm nhiều thử thách đối với những chú mèo. Áp lực tăng mạnh, đòi hỏi bạn phải thật vững vàng mới mong vượt qua sóng gió. Nếu khó khăn đã không thể tránh khỏi, thay vì buông xuôi thì hãy thẳng thắn đối mặt để khai phá tiềm năng của bản thân, bứt phá giới hạn. Luận về phương diện tài lộc, tài khí suy, kiếm tiền không dễ dàng, các khoản chi tiêu nhiều hơn dự kiến. Đầu tư làm ăn cần có sự thận trọng, kẻo lợi bất cập hại, đối tác trở mặt, chưa thấy lợi nhuận đâu đã thua lỗ không thể ngăn cản. Luận về phương diện tình duyên, phương diện tình cảm buồn nhiều hơn vui. Năm bản mệnh khiến con giáp này dù có đào hoa thì cũng chỉ là đào hoa xấu, gặp nhưng không ở lại, duyên đến rồi đi, khiến cho bạn thêm mệt mỏi chán chường. Thậm chí có các cặp đôi còn đối mặt với cảnh chia ly. Xem chi tiết tử vi tuổi Mão năm Quý Mão 2023 luận và các phương diện. 1. Luận về phương diện công danh sự nghiệp. Theo dõi tử vi tuổi Mão năm 2023 thấy rõ, những chú mèo rơi vào vòng 5 tuổi nên tai ương bủa vây, công danh sự nghiệp chững lại, kế hoạch dễ đổ bể. Biến động về công việc khá nhiều, đòi hỏi con giáp này phải có sự chuẩn bị tâm lý thật vững vàng. Ảnh hưởng của thái tuế, áp lực là điều khó tránh. Đúng với câu đương đầu thái tuế, phù phúc liền có họa, con giáp này có thể chịu tác động bất lợi từ cả nguyên nhân khách quan lẫn chủ quan. Công việc chững lại, khó đạt được thành tích tốt đẹp dù bạn đã rất chăm chỉ và nỗ lực bền bỉ. Làm nhiều nhưng chưa chắc đã hưởng hết thành quả. Bên cạnh đó, năng lực làm việc giảm sút, không phát huy được đến mức cao độ, khiến cơ hội thăng tiến trôi tuột khỏi tầm tay. Cạnh tranh, đấu đá cũng có dấu hiệu tăng lên khi hung thần thiên quan gia tăng ảnh hưởng. Không gian phát triển không lớn, lại liên tục phải dè chừng đối thủ, khiến con giáp này tốn nhiều thời gian để kèn cựa. Chất lượng giảm sút là điều dễ hiểu. Chẳng những vậy, thái tuế còn khiến tư tưởng của những chú mèo có nhiều bế tắc, hành sự chỉ chú tâm vào những điều mình nghĩ mà thiếu đi sự quan sát tổng quan. Đến khi xảy ra sự cố thì cơ hội để thay đổi đã không còn. Hơn nữa, cái tôi của con giáp này có xu hướng bành trướng thái quá, hủy hoại không ít mối quan hệ xã giao, tự chuốc lấy rắc rối cho mình. Lời khuyên dành cho người tuổi Mão là lúc nào cũng cần phải cân bằng trạng thái tâm lý, tránh manh động, kẻo động việc gì cũng hỏng. Mưu sự trong năm tuổi phải tính toán thận trọng, việc không chắc thì không làm, nhất là đừng a dua theo người khác. Hành sự nhất định phải cẩn trọng, đề cao tinh thần cảnh giác trong mọi tình huống. Nhìn chung, đây sẽ là một năm nhiều thử thách đối với bản mệnh. Nếu khó khăn không thể tránh khỏi, thay vì buông xuôi mà hãy cứ thẳng thắn đối mặt để khai phá tiềm năng của bản thân, bứt phá giới hạn. Chỉ khi rèn luyện bản thân có khả năng thích nghi nhanh, bạn mới có thể giảm thiểu hung hiểm do thái tuế gây ra. Trong vô vàn tác động tiêu cực, vẫn còn hy vọng cho người tuổi Mão khi các tinh thiên ấn đồng hành, bản mệnh hãy cứ phấn đấu hết mình, sẽ có ngày tiến tới thành công.
2. Luận về phương diện tài lộc của tuổi Mão trong năm 2023. Xem tử vi của tuổi Mão trong năm 2023 đối với người tuổi Mão về phương diện tài lộc cũng giống như phương diện sự nghiệp. Triệu hạn từ trực thái tuế, chắc chắn thu nhập của những chú mèo cũng sẽ bị ảnh hưởng khá nhiều. Hung vận khiến cho tiền bạc liên tục thất thoát, trong năm có nhiều khoản chi phí lớn ngoài dự kiến. Dù bản mệnh vẫn còn kiếm được tiền, nhưng kiếm được ít nhưng lại tiêu pha nhiều. Để tích lũy được những dự định lớn như mua nhà, mua xe cộ, e rằng vẫn còn xa nữa mới đạt được mục đích. Nhưng dù có những dự án hùng hạp làm ăn cũng dễ gặp bất trắc nửa chừng, họa phá tài treo lơ lửng trên đầu. Đầu tư làm ăn với quy mô lớn không thích hợp vào thời điểm này. Cố chấp tiến hành chỉ khiến cho bản mệnh nếm trái đắng, có thể thất bại vì những yếu tố khách quan. Vấn đề lựa chọn đối tác cũng trở nên qua lo chủ quan. Hạ thải tế có thể gây ra tranh chấp liên quan tới tiền bạc, dễ nổ ra xung đột, bạn có thể sẽ chịu thiệt thòi hơn cả. Do đó bạn cần hết sức thận trọng khi chọn người hợp tác làm ăn, đặc biệt là với người thân hay người có quen biết. Nếu là dự án đang thực hiện dang dở, nên chú trọng chi tiết, tiến hành từng bước, tính toán kỹ lưỡng, cái lợi, cái hại, làm đến đâu chắc đến đấy. Bạn không nên chủ quan quen tài quen việc mà nhảy cốc bỏ giai đoạn, bởi trong năm vận khí sa sút, chuyện xui xẻo có thể xảy ra bất cứ khi nào. Nóng vội khiến bạn mất cả chi lẫn chai. Trong năm mà tài vận bất ổn, tốt hơn hết người tuổi Mão không nên tham gia bất cứ trò cá độ đỏ đen, kẻo ngày có ngày tài chẳng. Nhìn chung, tuổi Mão chỉ cần tập trung vào phương diện chính tài, tức làm tốt công việc chính, không ôm đồm quá nhiều việc cùng lúc. Khi đó thu nhập sẽ ổn định hơn và dần khởi sắc. Bên cạnh đó, vật vã leo thang, nhu cầu cuộc sống ngày càng cao, những chi phí phát sinh thường nhật theo đó ngày càng nhiều, đòi hỏi người tuổi Mão phải có cách chi tiêu quản lý tài chính hợp lý, bằng không khó tránh cảnh vay mượn nợ nần. 3. Luận về phương diện tình duyên. Đường đầu thái tuế lại thêm ngũ hành bản mệnh xung khắc với ngũ hành năm, phương diện tình cảm của những chú mèo được dự đoán buồn nhiều hơn vui, duyên đến rồi đi, để lại cũng chỉ là những sự bẻ bàng tổn thương tinh thần cho con giáp này. Hung vận quá lớn trong năm bản mệnh khiến người tuổi Mão độc thân, dù vẫn có cơ hội gặp gỡ hẹn hò nhưng đa phần chẳng đi tới đâu, cũng vì nhiều mối quan hệ mà bạn không biết đâu mới là đối tượng thích hợp. Đúng với câu, ngày lắm mối, tối nằm không. Nếu không bình tâm suy xét thì hết năm bạn khó tìm được người phù hợp. Nhìn chung tình cảnh gian dở vừa tốn công vừa tốn sức, dày vò tâm lý khiến bạn trở nên mệt mỏi chán trường. Với các cặp đôi có tâm lý trong năm đường đầu thái tuế có nhiều khúc mắc, tự mình buồn phiền nên bản mệnh có thể gây khó chịu cho cả nửa kia. Nếu hành xử ích kỷ theo ý mình, bạn có thể là người gây ra mâu thuẫn ngày càng sâu. Đã vậy, dấu hiệu của kẻ thứ ba xuất hiện rõ ràng, không thể chối cãi. Nếu tình yêu giữa hai bạn chưa thật sự sâu đậm, tình cảm chưa có sự gắn kết, có thể vì nguyên nhân cả khách quan lẫn chủ quan dẫn tới đứt gánh giữa đường. Ngược lại, tình cảm chân thành sẽ giúp hai bạn vượt qua mọi trở lực để có thể bên nhau hạnh phúc. Với một số người tuổi Mão đã kết hôn, bạn cần chú ý hơn tới tâm trạng tâm tư của bản thân và cảm xúc của đối phương. Vợ chồng sống với nhau cả đời, đừng vì cảm xúc bộc phát nhất thời mà ảnh hưởng, làm có những hành xử gây tổn thương cho nửa kia. Đặc biệt, cần tránh chê bai nhau mà dễ dẫn tới mất hòa khí, không khí trong gia đình trở nên nặng nề. 4. Luận về phương diện sức khỏe. Xem tử vi tuổi Mão năm Quý Mão 2023, trực thái tuế ảnh hưởng bất lợi tới sức khỏe của con giáp này, lại có hung tinh thiền khốc cản trở, ra sức tác quái khiến cho sức khỏe giảm sút.
dễ gặp hung biển bất ngờ, ốm đau bệnh tật khó tránh. Vì vậy, trong năm 2023 này, những chú mèo cần chú trọng chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho mình. Bạn nên đề phòng thương tật tay chân, tai nạn xương cổ bất ngờ. Đặc biệt coi chừng những thương tổn do kim loại gây ra, ví dụ như dao kéo, vật nhọn, thanh sắt hay là kính vỡ. Ngoài ra, người tuổi Mão cũng nên kiểm soát cảm xúc, tránh các tình huống va chạm cãi vã, kẻo xảy ra xô xát dẫn tới họa huyết quan. Trong mọi tình huống con giáp này, không nên quá kích động hay ương bướng, bạn nên tỉnh táo và suy nghĩ nhiều hơn, đồng thời lắng nghe ý kiến từ bạn bè. Thái tuế tác động còn khiến tâm lý trở nên bất ổn, tư tưởng có nhiều bế tắc, cần có phương pháp giải tỏa kịp thời để tránh uất dẫn đến stress. Nữ mệnh cần chú ý các vấn đề về nội tiết, sinh lý, vấn đề sinh con, đẻ cái. Bên cạnh đó cũng cần tăng cường luyện tập thể thao, điều chỉnh theo chế độ ăn uống khoa học để nâng cao sức đề kháng cho cơ thể, tăng khả năng miễn dịch và phòng chống bệnh tật. Hung tinh thiền khóc còn ám chỉ có tàn chế trong nhà. Người tuổi Mão quan tâm nhiều hơn tới người trong nhà, thường xuyên đưa đi kiểm tra thân thể toàn diện để kịp thời phát triển bệnh tật và nhất là người lớn tuổi. Luận về từng tuổi Mão trong năm Quý Mão 2023. 1. Tuổi Tân Mão sinh năm 1951. Vận trình năm 2023 đối với người tuổi Tân Mão sinh năm 1951 không thuận lợi, dưới tác động của trực thái tuế, sức khỏe bản mệnh suy giảm, dễ bị hình thương do vấp ngã hay va chạm, đi đứng cần hết sức thận trọng, tránh làm việc quá sức. Tâm tư tình cảm của con giáp này cũng không tốt, đa phần là do bản mệnh suy nghĩ nhiều về chuyện con cháu, chủ yếu là do khoảng cách thế hệ nên có ít người bầu bạn. Bản mệnh nên suy nghĩ thoáng mọi việc, tự tìm niềm vui tuổi già hay chủ động chia sẻ với con cháu và bạn đời. 2. Tuổi Quý Mão sinh năm 1963. Bước sang năm 2023, người tuổi Quý Mão phạm thái tuế, vận trình năm không lý tưởng. Ở độ tuổi này, bản mệnh nên an hưởng tuổi già, đừng lao tâm khổ tứ về công việc, tài chính hay chuyện con cháu nữa. Vấn đề gì cũng nên nghĩ thoáng, chọn cách chia sẻ hơn là giữ trong lòng suy nghĩ quá nhiều, sẽ khiến cho tinh thần xuống dốc, ảnh hưởng xấu tới sức khỏe. Gia đạo có phần rối ren, tình cảm vợ chồng và giữa các thế hệ có thể nảy sinh mâu thuẫn dẫn tới cãi vã. Sức khỏe có nhiều biến chứng bất ngờ, cần chủ động thăm khám sức khỏe định kỳ để phòng chống nguy cơ bệnh tật. Đặc biệt là nam mệnh hút thuốc lâu năm, cần sớm từ bỏ để tránh những hệ lụy nguy hiểm trong cơ thể. 3. Luận về tuổi Ất Mão sinh năm 1975. Với người tuổi Ất Mão, trong năm Quý Mão 2023 này không phải là một năm quá nhiều hung hiểm. Dù bị trực thái tuế phủ đầu, nhưng trong năm vẫn có cơ hội được quý nhân dìu dắt, vận khí hung cát đang xen. Sự nghiệp dễ có cơ hội thăng quan tiến chức, nhưng đồng thời cũng dễ bị tiểu nhân ghen ghét nhòm ngó. Bạn cần hết sức thận trọng trong vấn đề này. Phương diện tài lộc vẫn có điểm sáng nhất định, đầu tư cần có biết điểm dừng, tham lam quá độ sẽ khiến cho tài trắng. Về vấn đề sức khỏe, không nên làm việc quá sức, cần có chế độ làm việc và nghỉ ngơi hợp lý, đề phòng các chứng khó chịu về đường tiêu hóa. Trong năm 2023, có thể xảy ra xô xát, bạn nên hết sức kiềm chế, càng hung hãn càng dễ chuốc họa vào thân. 4. Luận về tuổi Đinh Mão sinh năm 1987. Năm 2023 này, người tuổi Đinh Mão đương đầu thái tuế nên vận trình suy giảm, khó khăn, vây hãm tứ bề. Công việc có nhiều trở lực, khó tiến nhưng cũng mong muốn. Nhưng nhìn chung, những thách thức vẫn có những cơ hội thúc đẩy khả năng tiềm tàng của con giáp này được khai khóa. Bản mệnh có những cơ hội thuận lợi để cạnh tranh và học hỏi, đồng thời cũng là bị kìm hãm do đối thủ chơi xấu. Nhìn chung, vấn đề nào cũng có hai mặt, bạn đều cần chuẩn bị tâm lý cho mọi tình huống. Tài lộc trong năm
Vậy có tổn hao, việc kiếm tiền trở nên khó khăn hơn rất nhiều, thu chi vẫn mất cân đối, bạn cũng nên đề phòng bị mất trộm. Ra đường, ngõ trước, ngõ sau, đừng khoe khoang tiền của, kẻ bị kẻ xấu đeo bám. Còn về sức khỏe, vì cuộc sống vất vả, nhiều áp lực, bản mệnh nên tự điều dưỡng và bồi bổ cơ thể nhiều hơn, làm việc quá sức hay sinh hoạt thất thường, dễ có bệnh tật quẩn thân, mất nhiều tiền cho việc khám chữa bệnh. 5. Luận về tuổi Kỷ Mão sinh năm 1999. Các bạn sinh năm 1999 tuổi Kỷ Mão sẽ cần rất nhiều sự nỗ lực và chăm chỉ để vượt qua những thách thức do thái tuế ảnh hưởng trong năm 2023. Vận trình trong năm có nhiều biến động, mưu sự khó thành, công việc áp lực liên miên, phải một mình cản đảng, chứ ít có sự giúp đỡ. Mối quan hệ công sở cũng nảy sinh nhiều mâu thuẫn, cần hạ thấp cái tôi để tránh gây ra những hiểu lầm không đáng. Năm nay không thích hợp để cho việc nhảy việc hay khởi nghiệp, tốt nhất nên chú trọng sự ổn định hơn là thay đổi. Tài lộc kém sắc, đề phòng sự hùng hạp, dễ bị lừa lọc lợi dụng. Phương diện tình cảm cũng không như ý, dù là người độc thân hay đã kết hôn. 6. Tuổi Tân Mão sinh năm 2011. Năm 2023, người tuổi Tân Mão sinh năm 2011 có nhiều thăng trầm, nhiều hung hiểm, cẩn thận đề phòng. Ở tuổi thích chạy nhảy, bản mệnh nếu không chú ý an toàn dễ bị va vấp thương hình, trở nên đùa nghịch quá trớn. Con giáp này cũng cần chú ý tới hình thành thói quen ăn uống tốt, hạn chế ăn quá nhiều đồ cay hoặc quá lạnh, nếu không tốt cho răng và dạ dày. Phương diện học hành không lý tưởng, dưới sức ép của thái tuế, tinh thần học hành sa sút, không có hứng thú học tập. Ở giai đoạn này, trẻ cần được cha mẹ, thầy cô quan tâm, động viên kịp thời.